Cá thu, bà con đã biết hết cá thu phải không bà con? Nó rất mềm thịt mà nó còn rẻ tiền. Mà ăn vô thì cá thu này nó tốt, tốt cho sức khỏe vô cùng bà con à. Tốt cho sức khỏe. Nhưng mà riêng có một số người không được ăn vì nó là khắc tinh với những cái bệnh. Mà nếu ăn vào thì bệnh lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi nên đừng ăn nha bà con. Cho nên bà con những người có bệnh này và những người thế này là vui lòng đừng ăn bà con à. Đó là những người dị ứng với hải sản là không nên ăn cá thu vì bị ngứa, nổi mề đay. Bà bầu và phụ nữ đang cho con bú là vui lòng đừng ăn cá thu bà con à. À, còn cá thu còn lại là nó tốt vô cùng, mà chúng ta chỉ nên ăn một tuần 3 lần, một tuần 3 lần, mỗi lần không quá 80g. Một tuần ăn 3 lần, mỗi lần không quá 80g, ăn cách Nhật cũng được bà con. À, nhưng mà như vậy thì các loại cá khác thì nó tốt cho não bộ, còn ăn thì giống như các loại cá khác nó tốt cho não bộ, nó tốt cho tim mạch, lưu thông máu, hệ tiêu hóa, xương khớp, à, khỏe về nến, làm đẹp da, giảm mụn, ngăn ngừa ung thư. Bà con ơi, kênh chúng tôi ngày cũng có 4 cái video nói về đời sống và sức khỏe. Bà con thấy được, vui lòng đăng ký để 4 video chúng tôi khi ra hàng ngày nói về bệnh gì ăn gì, bệnh gì không nên ăn gì thì nó đến bà con sớm hơn. Và vui lòng chia sẻ, vui lòng chia sẻ đó mọi người cùng nhau khỏe mạnh. Vui lòng chia sẻ đó mọi người cùng nhau khỏe mạnh nha bà con. Mà cá thu á bà con, cá thu á thì nó dị ứng với hải sản là không ăn được. Người dị ứng với hải sản là không được ăn cá thu, bị ngứa ngáy, nổi mề đay. Bà bầu, phụ nữ đang cho con bú là không được ăn cá thu. Còn ngoài ra, ăn cá thu nó tốt vô cùng. Một tuần ta ăn 3 lần, mỗi lần không quá 80g. À, ăn như các loại cá khác thì nó tốt. Tốt cho não bộ, tốt cho tim mạch, lưu thông máu, hệ tiêu hóa, xương khớp, khỏe về nến, đẹp da, giảm mụn và ngăn ngừa ung thư. Bà con có thấy được các cái video chúng tôi một ngày 4 video nói bệnh gì nên ăn gì và bệnh gì không nên ăn gì thì bà con đăng ký để video sớm đến với bà con, mà như vậy cũng ủng hộ cho chúng tôi. Bà con ơi, đăng ký kênh và đồng thời chia sẻ mạnh khỏe nha bà con ơi.